nhà tài trợ đã trao tặng ô tô cho Nguyễn Thị Oanh ở một showroom tại thành phố Bắc Giang. Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng 10.000m ở SEA Games 32. Nguyễn Thị Oanh thông báo cô đã nhận ô tô từ nhà tài trợ Thaco Auto. Phần thưởng của Nguyễn Thị Oanh là chiếc Peugeot 2008, chiếc xe giá trị hơn 900 triệu đồng sau khi lăn bánh. Nhà tài trợ lo toàn bộ chi phí làm giấy tờ và thuế cho Nguyễn Thị Oanh. Nguyễn Thị Oanh đi cùng bố mẹ đến showroom để nhận bàn giao xe Peugeot màu đỏ. Cô chọn màu sắc rực rỡ, đồng thời cũng là màu cờ của Tổ quốc. Các anh chị ở Thaco Auto Bắc Giang rất chu đáo và nhiệt tình hỗ trợ em suốt thời gian qua. Em xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể ban lãnh đạo Thaco Auto đã tặng món quà ý nghĩa, đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí và thủ tục liên quan để em được nhận xe kịp thời, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ. Nguyễn Thị Oanh nói sẽ sử dụng xe vì mục đích công việc. Với chiếc xe này, em sẽ có những trải nghiệm thú vị hơn trong chặng đường phía trước. Thời gian tới, em sẽ lái xe xuống Hà Nội để tiếp tục tập luyện. Chiếc xe sẽ đồng hành cùng em trong công việc và cuộc sống. Nguyễn Thị Oanh là vận động viên tiêu biểu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Cô giành 4 huy chương vàng, trong đó 2 huy chương cách nhau chỉ 30 phút đồng hồ ở hai nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Thành tích này của Nguyễn Thị Oanh tạo tiếng vang, lan tỏa tinh thần và nỗ lực thi đấu cho các vận động viên, truyền cảm hứng vươn lên trong xã hội. Oanh cho biết chiếc xe sẽ giúp việc đi lại, tập luyện thuận tiện hơn. Nguyễn Thị Oanh nhận nhiều giải thưởng giá trị cả về tiền mặt lẫn hiện vật. Ngày 23 tháng 5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho những đóng góp của Nguyễn Thị Oanh. Sắp tới, Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp tục chinh phục những thử thách mới. Cô và đội tuyển điền kinh Việt Nam đang chuẩn bị gấp rút cho ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Trước đó vào tháng 7, cô sẽ tham dự giải điền kinh châu Á ở Thái Lan.